Chào mừng các em đến với kênh Huệ Liêm Chấm Bài Giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em toán lớp 5, trang 20 đến trang 21 nhé. Chúng biết xem bài giảng của thầy Huệ Liêm. Nếu các em thấy thầy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Huệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Hôm nay mình sẽ học bài ôn tập và bổ sung bài giải toán phần tiếp theo nhé. Giờ ví dụ có 100 kg gạo được chia đều vào các bao. Bảng dưới đây cho biết số bao gạo có được khi chia hết số gạo đó vào các bao. Mỗi bao đựng 5 kg, 10 kg và 20 kg. Như vậy ở đây người ta sẽ cho mình một cái bảng gồm có hai dòng. Dòng thứ nhất là số kg gạo ở mỗi bao và dòng thứ hai là số bao gạo, đúng không? Như vậy là nếu mỗi bao mình đựng 5 kg thì 100 kg gạo thì sẽ đựng được trong 20 bao, đúng không? Vì 5 x 20 bằng 100. Còn nếu mà mỗi bao mình đựng là 10 kg thì mình chỉ đựng được có 10 bao. Còn nếu mỗi bao mình đựng 20 kg thì mình chỉ đựng được 5 bao. Như vậy là mình nhận xét đây, mình thấy là nếu mà số kg gạo mỗi bao tăng lên, đúng không? Đây, từ 5 lên 10 có nghĩa tăng gấp đôi thì số bao lại giảm phân nửa, đúng không? Này là tăng gấp 4 thì ở này cũng giảm 4 lần, đúng không? Như vậy mình có nhận xét là khi số kg gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được là giảm đi bấy nhiêu lần, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua bài toán. Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày thì cần 12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? Người ta nói là mức làm của mỗi người như nhau nha. Như vậy mình thấy đây là số ngày. Nếu mà 12 người thì đắp trong 2 ngày là xong. Như là đắp trong 4 ngày thì có nghĩa là số ngày tăng lên thì số người này sẽ giảm xuống. Người ít thì số ngày sẽ tăng lên, đúng không? Giờ như vậy trước hết mình sẽ tóm tắt đề bài. 2 ngày thì cần 12 người. Bây giờ mình là muốn làm cái đắp cái nền nhà trong 4 ngày thì mình cần bao nhiêu người? Vì mình sẽ tóm tắt trước đó này. Giờ như vậy là bài toán này mình sẽ có hai cách giải nha. Mình sẽ giải cách thứ nhất trước. Cách thứ nhất mình sẽ là rút về đơn vị nha. Như vậy trước hết mình sẽ tính xem muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày thì cần số người là bao nhiêu, đúng không? 2 ngày thì cần 12 người. Như vậy nếu là 1 ngày thì mình sẽ lấy 12 nhân cho 2. 12 nhân cho 2 là 24 người. Như vậy nếu mà có 24 người thì chỉ cần đắp trong 1 ngày thôi, đúng không? Bây giờ muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày thì mình sẽ lấy 24 này chia cho 4 nha. Đúng không? Cả số người là mình hay lấy 24 chia 4. 24 chia 4 được 6, như vậy là cần 6 người, đúng không? Như vậy 6 người thì ít hơn thì số ngày sẽ dài nha. Như đáp số sẽ là 6 người. Đó là mình làm theo kiểu giúp và đừng giúp vị. Còn cách thứ hai mình sẽ tìm tỷ số nha. Như mình sẽ làm cách thứ hai. Như vậy là mình sẽ tính xem 4 ngày gấp 2 ngàn số số lần là bao nhiêu, đúng không? 4 ngày gấp 2 ngày số lần là mình sẽ lấy 4 chia 2. 4 chia 2 được 2, như vậy là 2 lần. Bước này người ta gọi là bước giúp bước tìm về tìm tỷ số. Như vậy là muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày cả số người là, như vậy mình sẽ lấy là số ngày gấp 2 lần, mình sẽ lấy 12 chia cho 2. 12 chia cho 2 được 6, như vậy tặng 6 người. Đáp số sẽ là 6 người nha. Như vậy là mình thấy là làm dù làm cách 1 hay cách 2 thì kết quả đều phải giống nhau, đúng không? Đều là đáp số là 6 người nha. Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập nha. Giờ bài tập câu số 1. 10 người làm xong một công việc hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? Mức làm của mỗi người như nhau. Như vậy là 10 người làm xong công việc đó hết 7 ngày. Bây giờ muốn làm xong công việc 5 ngày, như vậy mình phải cần số người nhiều hơn 10 người, đúng không? Số ngày ít hơn thì cần nhiều người làm thì nó mới xong sớm được, đúng không? Như vậy là thầy sẽ làm câu số 1 chứ hết mình sẽ tính toán. Giờ như vậy là mình thấy là 7 ngày thì cần 10 người để làm xong công việc đó. Bây giờ người ta muốn làm trong 5 ngày xong hết công việc đó thì người ta phải tăng số người đó. Mình sẽ cần bao nhiêu người, đúng không? Người ta phải tính ra để người ta tăng số người để công việc làm nó được nhanh hơn.
Giờ ở đây chấm hỏi nha. Giờ bài dạy của mình. Giờ như vậy là mình sẽ tính xem muốn làm xong công việc trong một ngày thì cần số người là mình sẽ lấy 10 nha cho bạn đúng nha. Như mình sẽ lấy 10 nhân cho 7. 10 nhân 7 thì bằng 70 đúng không? Như là 70 người nha. Như vậy là nếu mình có đủ 70 người thì mình sẽ làm công việc đó trong một ngày mà thôi. Bây giờ muốn làm xong công việc trong 5 ngày nha. Muốn làm xong công việc. Trong 5 ngày thì mình cần bao nhiêu người nè, thì cần số người này. Như vậy mình sẽ lấy 70 chia cho 5 đúng không? 70 chia 5 thì bằng bao nhiêu? Bằng 14 đúng không? Như vậy kết quả là 14 người. Giờ đáp số sẽ là 14 nữa. Giờ ở đây thì ở đây mình có cách tính nhẩm chỗ này nha. Như vậy 70 mà chia cho 5 thì mình có cách tính nhanh là mình có thể là chia cho 10. Giờ nhân cho 2 đúng không? Chia cho 10 thì mình sẽ bỏ bớt số 0 còn 7. 7 nhân 2 là 14. Đó là cách mình tính nhẩm cho nó nhanh đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Mình sẽ làm câu số 2. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Thực tế đã có 150 người đến ăn lận. Hỏi là số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày. Và người ta cho mức ăn của mỗi người là như nhau đúng không? Giờ mình sẽ làm câu số 2. Trước hết mình sẽ tóm tắt cái bài toán của mình đúng không? Giờ như vậy là 120 người thì ăn trong 20 ngày. Bây giờ đến 150 người đến ăn lận thì ăn hết trong bao nhiêu ngày? Giờ bạn dạy không ạ? Rồi trước hết mình sẽ tính xem nếu mà một người ăn thì sẽ ăn hết số gạo đó trong bao nhiêu ngày bằng cách lấy 20 nhân cho 120 nhé. Nếu mà một người ăn thôi. Nếu như mình sẽ lấy 20 nhân cho 120 đúng không? Giờ mình sẽ lấy 2 nhân cho 12 là 24. Giờ hai số không liên quan. Như vậy kết quả là 2.400 ngàn. Giờ sau đó mình sẽ tính xem 150 người ăn sẽ ăn hết số gạo đó trong số ngày là bao nhiêu đúng không? Giờ như vậy mình sẽ lấy 2.400, mình sẽ chia cho 150 trước. Giờ các em sẽ lấy nhất ra mình chia nha. Ở đây thì cho kết quả luôn. 2.400 mà chia cho 150 thì sẽ được 16 nè.
Giờ ăn hết 116. Giờ đáp số. Giờ đáp số sẽ là 16 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo là câu số 3. Để hút hết nước ở một cái hồ phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta vừa đã dùng đến 6 cái máy bơm. Hỏi là sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ nha. Giờ như vậy mà chứ hết mình cũng tính tắt nha. Mình sẽ tính tắt trước. Giờ như vậy là nếu mà sử dụng 3 máy bơm á, thì bơm trong 4 giờ là hết cái hồ nước rồi. Bây giờ người ta sử dụng đến 6 máy bơm nè, thì sẽ bơm hết trong bao nhiêu giờ? Giờ bài giải của mình nha. Giờ ở đây thì cái bài toán này mình cũng sử dụng có hai cách giải nha. Thầy sẽ sử dụng cách thứ hai là tìm tỷ số. Các em cũng có thể làm theo kiểu giúp về đơn vị cũng được. Giờ mình sẽ tìm theo, mình sẽ làm theo phương pháp tìm tỷ số. Mình sẽ tính xem 6 máy bơm gấp 3 máy bơm số lạc là đúng rồi. Đó là cách làm theo kiểu giúp về đơn vị. Mình sẽ lấy 6 chia 3 thì được 2. Như vậy là gấp 2 lần đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tính xem 6 máy bơm hút hết nước hồ sau mấy giờ đúng không? 6 máy bơm hút hết nước. Hút hết nước hồ. Sao số giờ lại như vậy mình sẽ lấy 4 chia cho 2 đúng không? Nhiều máy bơm hơn thì số giờ sẽ giảm. 4 chia 2 thì còn bao nhiêu? Được 2 giờ. Bây giờ chỉ cần 2 giờ là hút hết nước. Như vậy đáp số sẽ là 2 giờ. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như Khạch, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng dễ hiểu phấn khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Linh, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Linh. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.